vô vi pháp. À, gọi là vô vi pháp thì kỳ thật là chẳng có pháp gì hết. Nó là cái pháp mà đối đãi lại với những cái có. Ví dụ như là cái bàn này mà để chỗ nào có thì gọi là có. Còn những cái chỗ mà không có để đồ thì gọi là cái bàn trống. Thế thì là cái pháp mà cái chỗ mà để đồ này là ví là gọi là nó là hữu vi, là chỗ có. Còn cái kia là không có để gì hết, nó là pháp không. Cho nên cái không cũng là một pháp, gọi đó là pháp vô vi. Nhưng mà nói rằng là không vậy cho nó sáu cái tên hư không và gọi là pháp vô vi mà. Tất cả cái pháp mà trước mắt mình đã đều gọi là hữu vi. Hữu, hữu tức là có. Còn thứ pháp nữa là đối lập với cái có đó ta gọi là vô vi. Nhưng mà vô vi là không, đã là vô vi thì làm sao có pháp gì? Nhưng mà bây giờ người ta đưa ra, đại để là ta đưa ra sáu cái tên để cho mình khái niệm, mình nhận thức về cái vô vi. Cái thật là cái vô vi chẳng có là cái gì hết, gọi là hư không vô vi. Là tại vì những cái mà anh thấy là có đó, bạn ta gọi là có. Còn cái hư không minh mông trong vũ trụ đó, nó không có gì đó, thì cái không có gì đó ta gọi đó là vô vi, mà là hư không. Lấy cái hư không đó mà cho nó cái tên là hư không vô vi. Thế thì cái từ vô vi đó kỳ thật chẳng có pháp gì hết, đó là pháp hư không. Cái không có gì hết ta gọi nó là, gọi là pháp vô vi, tên là hư không vô vi. Hai là cho nó cái tên pháp vô vi gọi là trật diệt vô vi. Trật diệt vô vi, thí dụ như giờ đại chúng nha, ê, mình hàng ngày mình sống cũng vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy đầy ắp ở trong đầu mình. Rồi bây giờ mình học đạo rồi cái mình suy nghĩ rằng à, những cái đầy ắp ở trong đầu mình để nó làm cho mình cực khổ mỏi mệt quá đi, cho nên thôi bây giờ mình học Phật rồi mình tu cái pháp gọi là Samatha. Samatha nghĩa là mình tu tập món thiền định, mình cố nén, đè nén và gạt bỏ cho nó hết, đừng thành nhớ nghĩ nữa nó đau khổ. Thế thì là đè nén mà gạt bỏ cho tới, nghĩa là cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh mà không còn cái đau khổ đó, cái nhớ nghĩ, cái ưu tư đó ở trong đó mình nữa. Thế thì lúc bây giờ cái thanh tịnh đó ta gọi là pháp vô vi đó, đạt tới cái trình độ, nghĩa là mình tu tập thì mình đạt được cái vô vi đó. Mà vô vi đó là cái bằng gì? Gọi là tập diệt vô vi. Tập diệt là do mình lựa, mình chọn, mình đào thải, mình gạn lọc mà nó sạch ra, nó hết những cái ưu tư đó. Cho nên gọi đó là pháp vô vi. Mình đã đạt tới cái pháp vô vi. Nhưng mà vô vi này gọi là do chấp diệt mà, do mình đào thải, mình gan, mình lọc, mình chân đứng nó mà nó có được cái sự thanh tịnh này, gọi là chấp diệt vô vi. À, cái này sâu lắm này. Rồi còn một cái thứ nữa tôi gọi là phi chấp diệt vô vi. Còn học cái này khó lắm. Trật diệt vô vi là nói vậy là nghe dễ hiểu rồi. Còn cái phi trật diệt vô vi, không có lựa chọn, không gạn lọc, không đào thải gì hết mà nó vẫn có. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị đã có ăn cái món là tăng tăng tí đi xào lần nào chưa? Hoặc là cái trái tầng bà ta la vũ chín có ăn chưa? Có thèm cái hương vị tầng tăng tí nị xào không? Có thèm cái trái tầng bà ta la chín có ăn chưa? Chưa. Vì chưa ăn cái đó hồi nào giờ cũng không biết, cho nên không bao giờ có thèm cái mùi đó. Tâm các vị chưa bao giờ có ý nghĩ thèm cái hương cái vị đó. Thế thì do cái đó nó không có hồi nào giờ, mà tâm các vị hoàn toàn thanh tịnh vô vi. Đó là tức là phi tập diệt vô vi, không có ý lựa chọn bỏ hạn chế gột rửa gì hết, mà tự nó hồi đó giờ nó không có. Cho nên không biết, vì không biết cái đó cho nên nó không có thèm, nó không có sinh cái vọng tưởng. Thế thì gọi là phi tập diệt vô vi.
để là tôi nói ba thứ vậy để tôi nói với đại chúng là cái từ mà nhất thiết pháp đó là nó có năm cái loại đó thôi: tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ứng hành và vô vi pháp đó. Mà nghe nhất thiết pháp vô ngã nha, đây bây giờ mới tới chữ vô ngã đó. Đây lý vô ngã thể nhập như pháp nhẫn vô sanh đó. Học cái lý vô ngã này là các vị sẽ ôm gốc đó. Vô ngã là thế nào? Nó có bao nhiêu thứ? Có hai thứ thôi nha. À, đây là ôm gốc đó. Nhất thiết pháp học rồi có năm thứ vừa nói. Và vô ngã, vô ngã thật sự có hai thứ. Một là bổ đặc và la vô ngã. Hai là pháp vô ngã. Bổ đặc và la như tôi nói nhiều lần rồi đấy, cái con người của chúng ta vậy đây nè, mình gọi mình là người chứ còn kỳ thật là nhất thiết chi pháp tùng bổn chỉ lai ly danh tự tự tướng, cái tên người đó cũng có nữa cả. Nó là vậy đấy. Một cái loài mà khoa học người ta phân tích ra, người ta gọi là động vật vậy thôi. Trong cái động vật nó có nhiều lắm, mà cái loài động vật này cao cấp hơn hết, khôn hơn hết, người ta gọi đó là người, chứ kỳ thật là không có người gì hết. Vì cái bản chất của nó là vô ngã, bản chất của nó là duyên sanh, không có tự chủ, không có tự tại, không có hà thường hằng, không có vĩnh cửu được, gọi là vô ngã. Mà cái thân này ta gọi là bổ đặc và la, một cái tổng thể kết hợp. À, do vậy cho nên là nó đã là do nhiều nhân nhiều duyên kết hợp, cho nên nó không có thường hằng. Mà cái đời sống của mọi của con người ta gọi là hằng chuyển. À, chứ nó không có thường hằng. Nó chịu cái quy luật vô thường là chung cho tất cả rồi. Ngoài ra nói riêng thì con người này là cuộc sống của ta đang ngồi về cái mặt vừa hằng mà vừa chuyển đó. Hằng chuyển như bọc lưu đó. Coi còn lành mạnh vậy nè, còn khỏe vậy nè, mà trong này nè, cái người mà còn 15, 17, 18 đó, cái sức khỏe nó đang lên đó, là nó trưởng thành lại cho nó đầy đặn, nó nảy nở cho nó, con người nó trở thành cái người là trưởng thành. Còn những cái người lớn mà cỡ 30 trở lên đó, là nó chuyển đi theo cái chiều hướng như là suy thoái. Nó đi về lần lần tới cái chiều hướng là tóc bạc rồi, da không còn đẹp đẽ nữa, rồi mắt nó đi tới cái chỗ mờ, rồi ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ đều là nó đi theo cái chiều hướng suy thoái tàn tạ, để rồi lão, để rồi bệnh, để rồi tử đó. Thế thì là nó về nhân đó mà. Nhớ cái bộ đặc và la này nè, nó không có thường hằng, nó không bao giờ có một sự vật nào, một người nào mà bất biến, luôn luôn là vận động, là thay đổi. Thế thì là mình phải quan sát mình đây là nhân vô ngã đó. Vô ngã là không có chủ tể, không có thường hằng, không có tự tại. Rồi cái vô ngã bên ngoài đây gọi là pháp vô ngã, tức là mọi thứ vật chất gồm cả tất cả pháp như nói nãy đó. Những cái gì mà cấu tạo bởi tâm vương nè, tâm sở nè, sắc pháp nè, tâm bất tương ứng nè và vô vi nè, đều là vô ngã hết. Bởi vì vạn pháp là nó cấu tạo đó là do trung trùng nhân duyên hòa hợp mà cấu tạo, cho nên nó không có cái tự ngã của nó để nó sinh ra nó, không có. Cái chữ ngã là vậy đó, không có một cái nào tự nó để nó sinh ra nó. Ngày nay khoa học người ta nghiên cứu, ta gọi là cái micron, rồi cái nguyên tử, rồi cái hạt cơ bản gì đó là nhỏ nhất của nguyên tử từ lâu nay ha. Nhưng mà người ta nói cỡ đó là tại vì không có ngôn từ nói nữa thôi, chứ chưa phải cái micron mà là cái hạt cơ bản, cái nguyên tử là nó để rồi nó sinh ra nó, hoặc là nhiều cái nó để sinh ra cái khác, không phải vậy. Mà chính cái của nó cũng không phải là nó, do vô số những cái khác. Đấy, do vậy mà đạo giáo lý của đạo Phật ta phân tích rằng là cái, tất cả pháp đều là vô ngã. Cho nên cái người học đạo là phải thể nhập cái chân lý vô ngã cho kỹ,
mà học được cái chân lý vô ngã mà mình tiếp thu được rồi đó, thì có nghĩa là mình nhận thức được là các pháp là duyên sanh. Đó là mình nắm được cái thực tướng của bát nhã rồi. Đây là mình đang học bát nhã đây nè. Học bát nhã đây là phương tiện bát nhã nè. Học bằng sách vở này là gọi là văn tự bát nhã hay là phương tiện bát nhã. Rồi cái mà tôi giới thiệu nãy giờ, cái ý tứ đó mà nghiên cứu thêm vô rồi mới là quán chiếu bát nhã. Quán chiếu bát nhã nghĩa là đặt câu hỏi, kinh điển nói như vậy mà có phải thật vậy không? Giảng sư giảng như vậy, tiểu sư như vậy, mà về nghiên cứu kỹ càng trong thực tế, trong đời sống, trong sự vật hiện tượng, coi có phải đúng như vậy không? Mà nếu đúng như vậy rồi thấy rõ nó là tất cả pháp đều là vô ngã, đó là các vị đã đạt tới cái thực tướng của bát nhã, là các vị thấy được cái tính chất vô tướng của dạng pháp đó. Đây, cho nên cái này nó hay lắm. Nó hay cho những người tu, những người muốn giải thoát giác ngộ là cái chân lý này rất là cần. Ôm được cái này rồi là ôm gốc đó. Phải thấy cho được cái tính chất vô ngã của vạn pháp, nhân vô ngã và pháp vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có pháp nào nó có một cái bản chất tự nó để nó sinh ra nó. Đó là vô ngã. Mà bất cứ một vật gì cũng đều là do pháp này có mà pháp kia có. Do pháp kia có mà pháp này có. Do pháp này sanh mà có pháp kia sanh. Do pháp kia sanh mà pháp này sanh. Tương quan tương duyên nhau mà sanh. Cho nên là kinh Lăng Già ta nói là sanh sanh bất khả thiết, sanh bất khả thiết. Bất sanh sanh bất khả thiết. Vấn đề sanh này nè, không thể dùng ngôn từ mà nói được. Dạng pháp nó sanh kiểu này kiểu nọ kiểu kia, không thể nói hết được đâu. Nếu mà nói cái gì để nó sinh ra cái gì đó, chẳng qua là lý lịch tích ngang của một đoạn đó mà thôi. Thật là phải thấy được cái tính chất vô ngã. Mà thấy được tính chất vô ngã nghĩa là thấy được cái tính chất duyên sanh của dạng pháp. Mà thấy được tính chất duyên sanh của dạng pháp tức là thấy được, đạt được cái thực tướng bát nhã. Vì thực tướng bát nhã là thấy được cái tính chất vô tướng của dạng pháp. Học cái này để ý mà học.